Xin chào anh chị các bạn nha. Mình giới thiệu dòng men KT Pro KT418001. Men này là men 2U 4 kênh, công suất 1600W ở một kênh 8 ohm. Mình quay sơ qua bên ngoài, tháo ruột cho anh em xem. Đây là quay bằng điện thoại ngang anh chị các bạn. Lát nữa mình sẽ zoom bằng cả máy quay cho anh chị các bạn xem chi tiết hơn xíu nữa. Đó là mặt sau. Con này là men nguồn biến áp nha các bạn. Nguồn xuyến, gọi là nguồn transfer, tăng phô gì cũng được, chúng ta hiểu là được. Đây là cục biến áp, hai dạng tụ. Nói chung đây là bộ phần khu vực này là khu vực nguồn, còn khu vực này là khu vực công suất. Men này có tất cả 4 fan tản nhiệt. Rồi bây giờ mình chuyển sơ qua cái máy ảnh cho các anh chị xem nha. Xem hai khung hình, nãy giờ mình quay bằng điện thoại, bây giờ chuyển sang máy ảnh cho nó. Ở đây anh chị các bạn, đây là thương hiệu KT Pro. Mã như nãy mình nói bên điện thoại mình cho anh chị các bạn xem đó, KT418001. Đây là mặt trước của nó, 4 kênh. Từ từ mình sẽ điều chỉnh cho anh chị các bạn xem rõ ràng nha. Đó, công tắc ngay đây, 4 nấm volume. Rồi bây giờ mình soi từng phần cho anh chị các bạn xem nha. Đầu tiên là chúng ta nhìn tổng thể bên mặt nghiêng nó như này. Rồi rồi, còn đây là mình nhìn ở trên, mình nhìn xuống mình sẽ thấy hình dáng nó như thế này. Mình soi cái khu vực tụ phía bên đây và cái cục biến áp cho anh chị các bạn xem. Cục biến áp rồi phía bên đây cũng y chang vậy. Rồi mình sẽ soi tiếp khu vực khác nha anh chị các bạn. Rồi đây là khu vực mạch công suất. Mình sẽ nghiêng qua một xíu soi cho anh chị các bạn xem mạch công suất nè. Mỗi bên nó có 2 fan, bên này 2 fan, bên này 2 fan. Gần lại nè. Đó, anh chị các bạn chúng ta cùng xem nè, chi tiết. Cơ bản là xem để soi thôi, chứ còn linh kiện thì các anh chị các bạn biết, mình không biết nha. Rồi, rõ chưa? Rõ rồi đó. Gần chỗ này lại chút nữa. Đó anh chị các bạn, bây giờ hơi gió dữ quá, gió to. Rồi đó, phía bên này cũng y chang như vậy, nó nhân đôi lên thôi, hai mạch. Rồi ok, mình ra phía sau nha, để phía sau cho anh chị các bạn xem. Đây là mặt phía sau. Video mình quay rất là thực nên thành không có chống rung, không chỉnh sửa dịch, anh chị các bạn chịu khó xem nha. Đây là tín hiệu đầu vào và cái 4 cái cong nè. Đó, rõ ràng luôn. Đầu vào đây, lấy nét cho anh chị các bạn xem. Gió một xíu, gió quá. Rồi ok, xem lại cái dàn tụ nguồn nè, tụ của bon nguồn nè các anh chị các bạn. Đó, nhìn xiên nè, đó, rõ nét luôn. Sau qua cục trần phô bên đây cũng vậy. Rồi tổng thể một lần nữa thôi. Cảm ơn anh chị các bạn xem video nha. Anh chị các bạn có nhu cầu thì liên hệ cái số điện thoại mình trên màn hình nha. Đây, xem lại một lần nữa mặt trước nó đây. Ok, men công suất KT Pro 4 kênh, mã nó là KT418001. Rồi, cảm ơn anh chị các bạn rất là nhiều nha. Bấm like video dùm cho thầy Tuấn David nha. Hẹn gặp lại anh chị các bạn vào những video khác. Anh chị các bạn có nhu cầu mua sản phẩm ủng hộ mình, xin chân thành cảm ơn.